Hello tất cả mọi người, mình là David. Anh Tiến, anh Sĩ, đây là hai người đàn ông sở hữu hãng rượu người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ. Sau đây chúng ta sẽ nghe những câu chuyện của hai anh nói về quá trình thành lập công ty và những sản phẩm của hai anh. Có nghĩa là ai là người trong hai anh là bắt đầu trước? Hay là hai anh cùng lúc là bắt đầu xây dựng hãng rượu này? Ok, thì trước thì mình cũng không biết, mình qua Mỹ còn trẻ lắm, mới 10 tuổi không biết đồ đến là gì. Dạ. Nhưng mà mình cũng không có để ý gì tới hết. Nhưng mà thời gian rất là lẹ, quay đi quay lại mình cũng hơn 40 tuổi. Thì bắt đầu mình mới trở về nguyền, mình đi chơi với này mấy anh lớn tuổi hơn mình. Dạ. Thì mấy anh mới đã uống rượu đế ở Việt Nam rồi mà cũng có hỏi mình rượu đế mua ở đâu. Thì mình cũng không có nghĩ gì, mình nghe thấy rượu đế rồi nhưng mà mình không bao giờ uống. Dạ. Thì tự nhiên có một cái anh này, anh đã nấu rượu đế ở Việt Nam rồi, anh đã hỏi mình có muốn học nấu rượu hay không. Dạ. Thì mình nghe nói mình nấu như chơi cho vui thôi. Thì cũng thử mình cũng thôi. Thử để xem thế nào. Vui thôi. Dạ. Thì khi thì suy với Tiến, suy quen Tiến thì rất lâu rồi. Thì năm 80 á. Yeah, 80 đã biết rồi. Thì là 2016 thì Tiến hỏi suy giờ mà có cái gì là không, chứ nói giờ mình nấu đồ đế vui cho nó vui thôi. Lúc đấy là cũng là chỉ là mới suy nghĩ là nấu để thưởng thức, để vui thôi. Vui thôi. Dạ. Yeah. Thì mọi người cũng biết là hai anh tới hai tới Hoa Kỳ á, lúc hai anh còn rất là trẻ, hầu như nghe anh Suy nói là hai anh chưa có kinh nghiệm về nấu rượu hay biết cái gì hết, thì tất cả mọi thứ đều là làm thử, làm để quay lại biết được cái hương vị truyền thống của rượu đế thế nào. Tại vì ở Hoa Kỳ mua một chai rượu đế hầu như không có. Tới giây phút này á, thì nhờ những sản phẩm rượu của hai anh thì mình và tất cả cộng đồng người Việt tại hải ngoại mới quay trở lại được cái hương vị này mà mua được chai rượu đế tại Hoa Kỳ, chứ không phải là ship bên Việt Nam qua đâu nha, không hề đơn giản đâu. Thì em muốn hỏi anh Tiến á, là trước đây là anh cái ngành anh làm việc nó đâu có liên quan gì tới cái ngành rượu đâu phải anh Tiến? Liên quan chứ. Liên quan hả? Mình biết uống. Anh biết uống. Mọi người, anh rất là vui. Anh biết uống. Tiến biết rượu đế, tại Tiến vẫn ở Việt Nam rồi. Mình không biết. Dạ. Mình không có biết. Thì, mình cũng về Việt Nam, cũng đi về, tại có gia đình ở Việt Nam, cho nên cũng đi đi về về. À, có đi đi về về. Thì người đã cho uống cái rượu đế của Việt Nam, mình cũng biết là một cái văn hóa, một cái truyền thống. Cho nên bất cứ nhà nào thì cũng có một tí rượu đế. Nhưng mà rất tiếc là qua bên Mỹ này không có. Dạ. Bởi vì nhìn với Suý là Suý làm lúc đấy là lần đầu tiên gặp Suý cho uống rượu thử rượu. Dạ. Thấy ngon, mình thấy nó compare mà mình so sánh ở Việt Nam thì nó khác. Dạ. Không phải là cái ngon này nó khác, mà làm mỗi Việt Nam có cái ngon của nó. Mỗi người có một cái công thức khác. Một cái kiểu để có một cái vị ra một cái vị. Nhưng mà cái vị chung nó vẫn là mang cái hương vị của rượu đế. Nó phải giống vậy. Như suối qua Mỹ suối 11 tuổi. Yeah. Khi lớn lên đó là mình ăn pizza rồi ăn hamburger, ăn đồ Mỹ không à. Khi mà khi có tiền ăn đồ Pháp. Yeah. Tây uống rượu chát. Yeah. Whisky. Nhưng mà mình càng lớn tuổi đó, đầu mình thích ăn mắm tôm, ăn chao, ăn mấy đồ Việt Nam á. Yeah. Thì uống rượu rượu chát nó hỏng hết, nó không có hợp. Nhất là đi chơi thì này mình cũng dưới Mỹ, mình đi làm thì cũng cộng tác với nhiều người, cho nên người món ăn Việt Nam thì rất là thịnh hành ở bên này. Đúng rồi, những phở, bánh mì, rồi những cái món Việt Nam, nhà hàng Việt Nam rất là. Nhưng mà nói về tới rượu, về uống rượu, nó hỏi thì mình không biết cách nói nào, tại vì rượu ở bên nước Mỹ này không có sản xuất cái rượu Việt Nam mình. Cái hương vị truyền thống là hầu như là không có một cái nhãn hiệu nào mà để được cái hương vị rượu đế mà ở đây. Thì mọi người cũng đã nghe hai anh có chia sẻ, hai anh không phải ở trong lĩnh vực rượu. Anh Tiến là kỹ sư nha. Phải chính xác là kỹ sư không anh? Anh Suý là kỹ sư. Anh Tiến là kiến trúc sư. Đó, trái nghề hoàn toàn. Khi mà hai anh thấy
cái hương vị này á, nó vẫn còn ở trong cái tâm hồn của hai anh, nên là hai anh muốn mang cái hương vị này có mặt tại nước Mỹ. Đó là lý do mà tại sao là ngày hôm nay là rượu đế ông già đã có mặt ở tại nước Mỹ. Anh Suý cho em hỏi là trong cái quá trình mà anh mở hãng rượu này này, thì em có nghe là anh Tiến nói là cũng có một vài khó khăn, thì không biết là cái khó khăn đó nó có khó khăn ghê gớm không, hay thế nào, anh có thể chia sẻ cho em với mọi người biết được không? Thì nói ra cái không có khó khăn đâu. Dạ. Nhưng mà mình phải nói là ai nó cũng khuyên mình đừng có mở. À. Nói là ai nó uống rượu đế, bây giờ không ai uống rượu đế hết. Thì Suy với Tiến biết, nhất là Tiến thích ăn mấy cái đồ như nhất là cá sống hay những cái món mà nó hợp với rượu đế. Yeah. Thì mình là người nấu rượu thì mình nghĩ mình cũng thấy. Thì ở bên nước Mỹ này á, mình công nhận á, là mình biết á, mình làm cái gì mà ngon người ta sẽ uống. Ác nói là giá mà bán mắc quá không ai mua. Yeah. Nhưng mà mình cũng biết cái đó, nhưng mà nếu mình làm ngon là sẽ có người mua. Yeah. Tại vì thị trường lúc nào họ cũng sẽ có phân khúc hết. Yeah. Có người thích thế này, có người thích thế kia. Yeah. Phải nói là 100 người như là 98 người nói đừng có mở. họ bàn ra không à, chứ không có họ bàn vô. Không đúng. Những vậy, cái tuổi là tuổi xế chiều rồi. Dạ. Sơn sơn rồi. Chứ không phải là bà cái tuổi có em. Tuổi này là đang máu lửa làm ăn lắm. Dạ, nhất là máu lửa để làm ăn. Nhưng mà như là Tiến là hí ăn uống hí rành hơn mình yeah. Mình không, nhưng mà biết đó là cái rượu đế nó rất hợp với cái những rất là nhiều món ăn Việt Nam. Dạ đúng. Yeah. Lúc mới đầu mình cũng nói cũng nhiều người, như là những người lớn tuổi hơn, người ta rất là nhiều người khuyến khích, không phải những người mà người ta biết về những cái mà cái văn hóa của người Việt Nam mình đó. Yeah. Người nào họ cũng bảo thôi cố gắng làm đi. Mình thì thật ra là vô biết sở gì cũng không có rành. Không có phải yeah. Mình kinh nghiệm người đó, nhưng mà thấy người nào cũng hưởng ứng, người ta bảo thôi cố gắng. Thì cố gắng ra có một cái thứ rượu gì của Việt Nam mình để mang cái phong cách của người Việt, văn hóa của người Việt len lỏi vào với những sản phẩm của người Mỹ. Thì đó có lẽ Tiến là cứ nghĩ là chúng nhỏ nhỏ thôi. Giống như là cũng làm nhỏ nhỏ thôi, chúng không nghĩ là cái này thì cũng là so ra bây giờ vẫn là nhỏ, hồi xưa còn nhỏ hơn, nghĩ trong đầu là nhỏ hơn nữa. thì thời gian thì từ từ mình nó phải từ từ, khi mà mọi người hưởng ứng rồi mọi người biết tới thì cái sản phẩm của mình nó mới từ từ mình đến dần với mọi người nhiều hơn. Thì trong cái giai đoạn đó thì anh Tiến, em có nhớ không, không biết là có lầm hay không, thì anh có nói là khi mà anh đi tìm cái vị trí mà để làm cái hãng rượu này nó rất là khó khăn hả anh, hay sao? Cũng phải là cũng tại vì trước khi mình xin cái license á, mình cũng phải có cái có địa chỉ đàng hoàng. License là giấy phép đó mọi người. Giấy phép, giấy phép để mà mình để mà người ta mới cho cấp cho cái mở cái doanh nghiệp này. Thì theo Mỹ thì nó phải có những cái luật lệ của nó, là không được gần nhà thờ, không được gần trường học. Rồi những thành phố thì họ có những thành phố họ muốn mình ở đó, có những thành phố người ta cũng không có muốn thêm những cái như là rượu chè trong cái thành phố của họ. Tại vì cái suy nghĩ mà một người uống rượu mà gây tai nạn bên Mỹ ấy, nó rất là nguy hiểm. Nó không hề giống bên Việt Nam. Việt Nam thì có thể là một đứa trẻ có thể đi mua rượu, giống như em này. Đã hồi trẻ, hồi rất bé tí à, đi mua rượu cho ông nội. Đi vô mua rượu cho ông nội, nên là bởi vì cái tâm hồn lúc nào cũng nhớ đi rượu đấy. Cái mà mua bao nhiêu người tới đây, cả con gái, cả mấy cô, mấy cháu tới là cái mà cái kỷ niệm đúng mà nhớ mà mang lại nhiều nhất là đi mua rượu cho bố hay mua cho ông nội, bác hay gì đó là David mới kể là mới đây tuần vừa rồi. Dạ. Một cái chị này, chị ở Houston, chị lên đây chị mua rượu mà chị không có uống. Dạ. Chị nói là hồi chị mới có 9 tuổi thôi, cứ hàng ngày bà ngoại bắt chị đi, chị ở Cần Thơ. Yeah. Chị nói chị phải đi qua mấy mẫu ruộng chị mới đi mua rượu đấy. Chị đang chơi vui mà phải đi mua rượu cho bà. Thì đó là những cái kỷ niệm mà tuổi thơ thì đa số là bên Việt Nam á, là mua rượu rất là dễ, không hề kiểm tra giấy tờ hay gì hết. Nhưng mà bên Mỹ nó khác mọi người ạ. Phải từ 21 tuổi trở lên, bắt đầu từ 21 tuổi mới được phép
mua rượu, mà khi mua là còn cũng phải dùng cái người ta gọi translation là cái bằng lái xe đó, phải đưa cái bằng lái xe ra chứng cái tuổi. Để chứng minh cái tuổi đó. Tôi đâu có biết là ông trẻ hay là lớn tuổi hay là già, nhưng mà ông phải chứng minh cho tôi biết đó. Nhưng mà tại vậy thì nó mất vui. Dạ. Việt Nam nó vui hơn. Đúng rồi, mà đi tìm những cái vị trí đó để làm việc á, thì những cái CD mà anh đã đi qua rồi, cuối cùng tại sao anh lại chọn CD này? Cái thành phố này thì cũng là một trong những thành phố mà tại gia đình cũng ở chung quanh xuyến gần đây. Dạ, cũng mình cũng sống ở chung quanh cái thành phố này. Thành phố này thì nó nhỏ, cái diện tích nó rất là nhỏ. Dạ. Nhiều người cũng không nhớ, không biết cái thành phố này rồi. Nhưng mà được cái thành phố này, lúc mà mình nói chuyện với họ, họ rất là khuyến khích. Rất là muốn mình vô đây, cho nên họ cũng cộng tác với mình để mà tìm cái chỗ để mà mở. Họ có hỏi anh là mở rượu nhưng mà về có gì có đặc biệt không? Đúng, họ có hỏi. Họ hỏi là mình làm cái gì, mình làm rượu, mà họ nói rượu này có, mình đã có từng làm ở đâu chưa? Mình nói là rượu này chưa bao giờ đâu có hết. Rượu ở Việt Nam là lần đầu tiên trên nước Mỹ mà làm được chỗ thành phố này. Cũng cảm thấy là giống như là mình mang một cái gì đó đặc biệt của văn hóa người Việt mà chỉ có thành phố này mới có đó. Mình sẽ là người đầu tiên. Thì họ cũng rất là mừng. Dạ, mừng có những cái product mà tại thành phố này nó cũng quá nhỏ, nó không có cái gì đặc biệt xuất sắc ở trong đây hết. Nên họ cũng muốn mình có một cái sản phẩm gì đặc biệt của cái thành phố này. Thì mọi người cũng biết là Hai Anh là người đầu tiên mà mở hãng rượu, mà lại là sản xuất rượu đế tại Hoa Kỳ. Ở tất cả những tiểu bang khác là chưa có nha, chưa có một ai. Đính chính điều đó, cũng có thể có những người Việt Nam họ mở nhưng mà họ không dám lấy cái thương hiệu là rượu đế, họ có thể lấy một cái tiếng Mỹ hay gì đó. Suy với Tiến mở cái hãng này là người đầu tiên ngoài nước Việt Nam. Chứ không phải là đính chính, nghe anh Suy nói ngoài nước Việt Nam chứ. Ngoài nước Việt Nam này. Chính bây giờ Việt Nam bây giờ cũng không dám mở hãng rượu đế. Thì ra siêu thị trên tất cả những cái kệ của siêu thị đó là hầu như là không có một chai rượu nào gọi cái tên đúng là rượu đế mà đặt trên cái kệ mà bán ra trong siêu thị tại Việt Nam. Không, đúng rồi. Không có. Thì mua ở ngoài rất là nhiều. Rượu bầu đá hay là rượu đế, rượu Càng Long gì ở rất là ngoài. Nhưng mà nên lấy như là vodka nhiều hơn đúng không? Dạ. Nhưng mà cái thương hiệu rượu đế thì gọi là in trên rượu đế mà làm gọi là một cái thương hiệu mà gọi là đẳng cấp á, đúng mang thương hiệu luôn á, là em không có thấy. Tại vì làm sao mình nghe rất nhiều người nói là rượu đế là cho cái người nghèo nhất uống. Nếu mình để tìm rượu đế không ai mua hết. Dạ. Nhưng mà rượu đế nó có nhiều lắm, từ A tới Z nữa. Dạ. Cái rượu đế mà A mà uống rất là ngon. Dạ. Nhưng mà đa số là những cái người mà biết về rượu đế toàn là uống như là Z không à. Mấy người đó mới là ngầu đó. Để chú bạn. Mấy người đó cũng được rồi nha. Nên hy vọng là tương lai mấy em trẻ, trẻ hơn như David luôn, sẽ làm được đến trở mang trở lại. Mọi người có biết không? Khi David quay cái video này, David chiếu ở đằng sau cái chỗ mà anh Suý với anh Tiến đang sản xuất rượu, chưng cất rượu á, thì anh Suý có nói với mình á, anh Suý không có muốn giấu nghề, càng trẻ càng nhiều người Việt mình làm rượu này tại Hoa Kỳ hay bất kể nơi đâu mà bán được ra thế giới, nhất là Việt Nam nữa, thì thật sự là rất là vui, rất là mừng. Cũng giống như rượu Soju vậy anh ha, người ta thương hiệu người ta bán khắp mọi nơi mà người ta tất cả các bộ phim phía nào cũng là toàn là soju rồi, đến nỗi mà bây giờ Việt Nam đóng phim á phải rượu đế. Đúng rồi, nó mới có một cái gì đó gọi là mình nói xấu, đừng có nấu làm gin hay là làm vodka hay rượu đế, cứ làm rượu đế thì là mình gin, không phải là rượu Việt Nam. Tất cả phim ảnh hay gì là cứ rượu đế. Ở Việt Nam thì bây giờ thì nhiều người uống rượu rất là nhiều, trẻ hay là người lớn hay người già, nhưng mà có những cái câu chuyện về lịch sử về rượu đế hầu như là có thể là mọi người chưa nghe, hoặc cũng có những người đã nghe. Thì cái rượu đế đó, cái tên rượu đế, thì cái anh có được biết là tại sao họ gọi là rượu đế không anh?
Thì rượu đế thì cái rượu gạo mình đã có cả mấy trăm năm rồi. Dạ. Lúc mà người Tây đã qua là đã chỉ cho các người mình là cất rượu, chú dạ. cất rượu như vậy, nên cái rượu mạnh như vậy. Nhưng mà tới cái năm mà người Pháp qua đô hộ người Việt Nam mình á, dạ. cả trăm năm thì lúc đó cả thế giới nữa là lúc đó là cái thời đó là họ cũng siết vô cái ngành thuế đó. Dạ. Cho nên người Pháp người ta cũng giống như là họ thống trị cái nước Việt Nam mình, người nó cũng không cho người Việt Nam mình nấu rượu. Dạ. Nếu mà nấu mà rượu á, thì phải như kiểu phải khai báo đàng hoàng, như phải có giấy phép. Có giấy phép đàng hoàng. Dạ. Nhưng mà người Việt Nam mình nấu với này cái phần nhỏ, cho nên dạ. thường thường là người ta người nhà nấu thôi mà. Bây giờ mà vô mấy cái đó nữa thì nó cũng rườm rà mà lại đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. Thì những người đó họ thường thường là nấu chui, nấu dạ. chui, họ chui thì mỗi được nước Việt Nam mình thì nhiều cây cỏ rừng không nhiều nhiều vùng khác nhau. À nhiều vùng khác nhau. Miền Bắc dạ. thì họ lại gọi cái rượu gạo mình nó họ lại gọi kiểu khác, dạ. rượu quốc núi. Dạ. Còn miền từ miền gọi là miền tên Nam, tên vùng miền đấy anh hả? Tên vùng miền Trung miền Nam thì nó gọi rượu đế. Ồ. Cái dạ. thời đó, cái thời mà tại vì cũng có những người mà học về lịch sử Việt Nam đó, dạ. những anh học về luật sư Việt Nam mới nói cái thời đó mà nấu rượu á, nếu mà bắt được á là phải tù ít nhất dạ. là 6 tháng, có nhiều khi bị xử tử nữa. Dạ. Nếu mà nấu nhiều nặng hơn là giết người, không biết đúng hay không. Ghê gớm, ghê gớm quá. Lúc mà họ rất là trốn chui trốn lủi để họ nấu những cái chai rượu này, dạ. cái như là nấu nước giọt thì giọt 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 một thì cái này cái những cái giả tưởng thôi, dạ. cái câu mà rượu như là rượu cái gì nước mắt quê hương đó, dạ, nước mắt quê hương. Cũng ngồi mà đợi cái rượu nó giọt từng giọt 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 á, cũng như là một cái mà người ta đau đớn mà kiểu mà rất là sợ sệt để mà nấu từng chai rượu này đó, dạ. nếu một từng giọt giọt nước mắt quê hương đó nó dạ. cũng trong những cái thuyết mà người ta nói vậy đó, dạ. thì nó rất là phải nghĩ đến cái thời đó là nấu một cái chai rượu mà uống được một chai rượu giống như là người ta bán thuốc phiện á, dạ. khó khăn mà nguy hiểm tới mức độ nào thì mọi người cũng có thấy không, đây khi mà chai rượu đế của hai anh á có cột một cái giống như lá cỏ đây này, thì không biết lý do tại sao anh lại cột đây anh? À, cái thì cũng là ở trong miền Nam á, miền Nam ở cái thời đó là đất đai phì nhiêu cho nên dạ. Ruộng đồng là cỏ là mọc rất là nhiều. Cái người ở trong chỗ miền Tây á, họ đi ra những cái đồng cỏ đó họ trốn ở ngoài đó, họ nấu rượu. Tại họ nấu rượu. Nấu rượu ngoài đó thì hình như là Tây không dám vô đó. Oh. Để chịu các helicopter. Yeah. mà luôn. Thì họ yeah. nấu ở ngoài đó, họ trốn ngoài đó, họ nấu. Họ nấu được cái nhiều khi họ chôn ở ngoài đó luôn. Wow. Họ chỉ biết cái chỗ đó rồi họ yeah. mang vô, sau đó họ mang vô chợ họ bán. Chợ thì cũng mà mua rượu, cái người mua rượu cũng bị phạt, cũng bị tội lên lụy luôn. Cho nên cả hai bên, người và làm rượu, người mua rượu, mua rượu. Cũng trốn lủi giống như là mua thuốc cho dạ. thuốc như vậy đó. Vậy là khi mà họ trốn ở trong ở trong cái cỏ, cái đám cỏ đó. Đó. Cái cỏ đó thì là cỏ đế. Cỏ đế, cho nên cái rượu nó giống như là cái người mà nấu rượu cỏ đế mang vô chợ bán là rượu nấu ở ngoài cái đồng cỏ đế đó. Có nghĩa là từ đó mình dân gian mình gọi là có cái từ đó nó xuất hiện là rượu đế là như vậy. Là nấu ở ngoài cái đồng cỏ dạ. đế thôi. Thì quay lại ấy, thì ngoài rượu đế nha thì em muốn hỏi anh đó là cái loại rượu Lion 45 này này thì cái loại rượu này á, thì tại sao anh lại đặt tên là rượu đế Suti, xong rồi ở dưới đây là Lion 45, có phải là cái chữ rượu đế thì em không nói tới nhưng mà Suti có nghĩa là tên của hai anh ghép lại? Đúng rồi, đúng anh Suy. Ok, mình phải nói đó là nước Việt Nam mình chữ S nó dài lắm. Mỗi một vùng á là cỏ gạo nó khác nhau. Dạ. Cái người làm men nó khác nhau. Dạ. Thì ở Việt Nam mình thì phải nói điều đấy mà nổi tiếng nhất là Bồ Đá với này Gò Đen. Dạ đúng. Thì Bồ Đá là Bình Định, cái miền đó này gạo khác, người làm men khác. Còn ở Gò Đen cũng gạo khác, người làm men khác, nó khác vị. Thì Suy với Tiến muốn cho mọi người biết đó là nếu mình dùng gạo khác, men khác, cái vị nó khác. Yeah. Nhưng mà khi uống vẫn
biết cũng nói là rượu đế nhưng mà nó tùy tùy lúc mình uống. Thì tại sao mình biết là cũng mới ăn lớn. Đã ngày xưa đã đi lính đóng quân ở nhiều cái vùng uống rượu đế nhiều nơi, nhưng mà thì mấy cái nhãn hiệu này Tiến là người design hết. Sư tử, tại sao mình gọi là 45, cũng là cái kỷ niệm năm 1945 nó bắt đầu Tây nó rút lui ra khỏi nước Việt Nam mình, với lại Bảo Đại bắt đầu về qua bên Tây. Về qua bên Tây thì biết là tại sao hồi xưa sư tử thì nó vua, right? Vua của thế giới này vật. Nhưng mà biết là mình làm cái sư tử này nó uống mình thấy nó cảm như là nó gắt như là như kiểu như nó mặn như là sư tử vậy. Anh có thể dốt cho em thử cái Lion 45 để xem nó cảm giác thế nào. Thì Lion 45 này là 45 độ. 45 độ. Còn cái này rượu đế ông già thì 40 độ. Có nghĩa là mình đang tăng lên đấy hả? Không, cái đồ nào mà ấy thôi, nhưng mà cái gạo mình dùng, cái men mình dùng nó ra cái vị. Chứ không phải là cái đồ 5% không bắt bao nhiêu hết. Không có biết. Thì suy nghĩ Tiến làm để cho khách biết, khách tới đây uống là tùy theo cái vùng mà Việt Nam mình về. Cái điều đấy, cái hương vị, cái hương vị khác. Nó khác rõ ràng. Có người tới ở như Việt Nam qua đây đi du lịch đấy thì nói là uống điều đấy từ ở miền Sapa cho tới Thái Bình, xong rồi ở Sài Gòn rồi về miền Tây thì nói là mỗi một khu nó khác nhau. Bản thân em lúc còn ở trong Việt Nam á thì em cũng có uống rượu đế Đồng Nai, rượu đế Sài Gòn, và đi mỗi lần đi công việc xuống miền Tây á cũng có uống. Thì đúng thật là nó khác nhau, nó không giống. Giống như là mỗi người có một cái cách nấu và một cái công thức khác nhau, không ai giống ai cả. Cái này cái nước của cái vùng đó nữa. Cái nước nữa. Vậy cũng là cái nước nó ảnh hưởng. Nhưng mà nó khác, công nhận nó khác, nhưng mà uống vào nhưng mà nó vẫn là Việt Nam. Chỉ có Việt Nam có rượu như vậy thôi. Rất là nhiều người là người giống như mấy nước khác, nhiều người mà chưa được uống thử cái rượu này. Người ta lúc nào người ta cũng nghĩ là từ này còn trẻ và qua Mỹ không biết gì làm sao mà nấu được, sao mà nấu được chính xác đúng cái mùi đúng đó, đúng cái mùi vị. Thì cái đó là một trong những cái mà một cái câu hỏi rất là lớn. Cái rượu này có phải là rượu đế không? Tại họ thấy những cái những máy móc, những cái gì á, họ cứ nói là như thế này thì vodka thôi. Như thế này thì làm sao mà gia đình rượu đế họ nghĩ trong đầu họ là như vậy. Nhưng mà mình khách tới đây là bao nhiêu khách tới đây rồi? Những khách mà những bác, có những bác rất là già, có một cụ là 90 mấy tuổi, 95 tuổi. Và có những rất là nhiều người mà họ đã như là Việt Nam qua đi chơi hay là cái gì á, mình muốn cho người ta tự nói chứ mình không có tự cảm nhận đó, tự cảm nhận uống đi rồi cảm nhận. Mình hỏi hỏi ông vừa người qua nó là cái này là rượu đế. Đó là cái mà người ta cái này rượu đế lâu quá tôi không được uống được cái này, không cái mùi vị này. Cái đó là cái quan trọng nhất. Để đánh giá được một cái sản phẩm. Đúng, chính xác. Còn ngon hay dở hay là những cái đó là tùy theo cái mà người ta nhận xét. Có nhiều người họ lại thích cái vị, hương vị của người Việt Nam. Hay là những người họ lại, tại vì cái bên này cái quá trình làm rượu nó nó cũng khác, nó cũng phải phần khác. Những người nói là nó ngon hơn. thì nói chung là mỗi người có một cái cảm nhận không khác. Ai giống ai cả. Thì bản thân em là một người trẻ hơn cả hai anh nữa, nhưng mà cái cảm nhận của em á, khi mà lần đầu tiên á, mọi người biết không, lần đầu tiên mình tới đây mà anh Tiến anh rót cho mình thử một ví dụ, mình mới hửi thôi, bảo man đúng là rượu đế rồi, chưa uống nha. Nhưng mà uống vô rồi bảo là đúng, chính xác là rượu đế. Thì đã biết có những đám mấy em trẻ đó tới đây đó chưa bao giờ uống, nhưng mà họ cũng biết là cái rượu này nó khác với những cái rượu quốc tế. Không có giống cái... tại vì họ đã thử qua rất là nhiều, uống rất là nhiều. Và cái họ cảm nhận rõ rệt là cái như vậy. Cái này nó là hoàn toàn khác, nó không giống như Nhật và nó không giống như Đại Hàn. Nó là Việt Nam mình. Đúng rồi, rượu như là trên cả thế giới phải nói là không có cái rượu gì trên thế giới mà giống được cái rượu Việt Nam. Tại sao cái người ở bên Mỹ làm rượu gì mua cũng được hết mà không mua được rượu đế? Thì bởi vậy như mọi người hơn giờ
như anh Sĩ nói không, nhờ hai anh bây giờ là chúng ta mới có được rượu đế tại Hoa Kỳ. Chứ thực sự mà nói, nếu mà thực sự rượu đế này mà được rất nhiều người bạn trẻ như em hưởng ứng sau này á, em nói là sau này, còn giai đoạn này thì chắc em nghĩ là mới có hai anh thôi, chưa có ai đâu. Nhưng mà trong tương lai nếu mà nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, nhiều vùng miền trong Việt Nam mà sản xuất được cái này mà bán ra được thị trường quốc tế, mà bán được qua thị trường quốc tế thì em nói chứ mình cũng không thua kém với soju đâu nha. Là phải đúng là... rồi đó, ác chứ em suy nghĩ phải hơn. Phải hơn như vậy. Ngon hơn, dạ. Tại vì cái rượu đế cả nước Việt Nam mình á, ăn với đồ ăn á, nó hợp hơn mấy cái rượu soju với soju. À, tại vì cái rượu đế Việt Nam mình khi mà uống nó có cái vị gạo. Dạ. Cái gạo này rất là dễ hợp với lại mấy cái món ăn. Dạ. Thì mấy những bạn trẻ sau này á, đa số là uống và trải nghiệm rất là nhiều, nhưng mà hầu như mấy bạn chỉ biết được những cái thương hiệu chính, gọi là cái tên á, chứ không phải chưa thể thương hiệu rượu đế, rượu bồ đá, rồi rượu Càng Long, rồi nhiều rất là nhiều loại, nhưng mà để kể cho các bạn bè quốc tế thì hầu như chưa có một cái loại rượu nào mà mình gọi là mình dám tự tin để mang ra là đây là rượu của Việt Nam, chưa có, chưa dám để đó. Thì cái khóa trình cái rượu mình làm ở bên Mỹ này mình cũng phải đi theo cái lệ luật của người ta. Dạ. mình biết được cái đạt được cái tiêu chuẩn. Dạ. Cái rượu, một cái thứ rượu mà nó cũng ngang hàng với những cái rượu của quốc tế. Dạ. Cái rượu của Mỹ thì có thể sản xuất được bất cứ nơi nào. Dạ. Trên quốc tế, rượu này thì nó có đứng ngang hàng với bất cứ một cái thứ rượu nào hết. Dạ. Bây giờ nó không có là vấn đề gì hết. Yeah. Là mình có thể cạnh tranh được. Mình không phải là đây là cạnh tranh rượu đế tại đâu được ai được rượu đế đâu mà cạnh tranh. Yeah. Nó như vậy đó là cái rượu đế ông già với sư tử đi. Ở cái này giờ mình có hai loại. Nó là một loại rượu khi mình uống vào đó cái vị nó khác. Yeah. Nhưng mà một cái loại rượu đối với mọi người nó là một loại rượu ngon. Yeah. Nhưng mà cái vị đó mình thích hay không nó tùy mình thì thôi. Thì tùy vào thân mỗi người. Đúng yeah. rồi đó. Yeah. Mọi người có biết là mình thực sự là mình lúc mà mình tới đây á, mình uống bia, uống rượu, Hennessy, whisky thì cũng uống hết á, nhưng mà hầu như không có tìm được chai rượu nào rượu đế. Đến khi mà biết được cái rượu đế của hai anh á, thì đến lúc mà tới đây để thử á, thì đúng là hương vị đây là hương vị thật. Nhưng mà cái ngày mà mình tới á, mình vui nhất á, là thấy được người bản địa, người Mỹ gốc nha, tới đây uống và thử cái hương vị của người Việt mình. Mình rất là vui và tự hào điều đó. Thì trong cái video này á, mọi người sẽ thấy được cái cảnh mà những cái vị khách người Mỹ họ tới đây á, họ tham quan cái hãng rượu của hai anh này. Họ ngồi, họ uống, họ thử, rồi họ nói chuyện á. Mình cảm thấy mình vui lắm. Giống như là người Việt mà, mình cùng là người Việt nhau, nhưng mà họ thử một cái hương vị nào đó mang đậm phong cách của người Việt là mình thấy vui lắm. Đúng vậy. Trong khi mọi người ở đây là đa số em với anh là uống rất là nhiều rượu của Mỹ rồi, mình thử cho họ rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có ai mà họ thử cái của mình á. Mình cảm thấy là họ thử được cái một cái loại rượu truyền thống của mình vui lắm anh. Đó. Mình được mang, mình giới thiệu được tới họ là mình vui rồi. Thì đây, mọi người sẽ thấy những người bản địa ở đây để nghe anh chia sẻ nói chuyện và thử về tất cả những loại rượu của hai anh có. Thì đây, one, two, three, yo! Yo! That's how we are. So I want to emphasize on the label, the Bolero. Mm-hmm. Bolero is in Vietnam, the music is from Spain. Nhất là mình sống ở trên nước Mỹ này. Nước Mỹ này nữa. Dạ. Việt Nam. Dạ. Mình có thể cống hiến được một cái gì? Mình có thể mình mang được một những cái sản phẩm, cái văn hóa của mình. Văn hóa. Dạ, cái văn hóa. Rượu là một trong những cái mà những cái mà dễ mà nói chuyện, dễ mà để ngồi nói tâm tình với nhau. Hàn huyên chia sẻ. Dạ. Thì giống như là mấy có những mình ngồi đây có nhiều khi có rất là động lòng. Dạ. Tại vì mình thấy có những cái câu chuyện nó rất là là vui là mình thấy là thí dụ như là một người cháu mang ông ngoại ông nội tới hay là con trai mang mẹ tới thử rượu hay là một người Việt Nam mang một người ngoại quốc tới nhờ người Mỹ hay người gì họ tới họ nói về rượu
nói về rượu, những cái đó là những cái mà để trao dồi cho nhau thôi. Còn cái vấn đề đó là ngon hay dở, nó là trải nghiệm, cảm nhận của mỗi người. Cái loại rượu này là thế nào anh? Nó mang cái phong cách cũng còn cái vị của cái rượu đế ông già không anh? Cái rượu Sooty Whisky này là cái Phoenix này là cái Phượng Hoàng. Dạ. Mình là Sứ hai Sooty là bắt đầu là ra là rượu đế. Dạ. Nhưng mà cái rượu đế là cái chính là cái hồn quốc là gọi là đế. Dạ. Cái chính là cái rượu đế của mình. Dạ. Nhưng mà cái cuộc sống của bên này, trẻ mình lớn lên nay, mình qua bên này, cái rượu whisky là một trong những cái rượu mà ảnh hưởng nhất của người Tây. Dạ. Việt Nam mình đâu có rượu whisky. Đúng mà rồi. mình làm nó lai như vậy. Dạ. Cái này cũng giống như là một trong cái con Phượng Hoàng này, nó giống nó là một trong những cái mà Mỹ nó nói là nó chết xong rồi nó sống lại, nó từ trong tro tàn nó bay ra. Dạ. Thì giống như là cái con người Việt Nam mình đã trải qua bao nhiêu chiến tranh, loạn lạc, như là đất nước mình cũng đã từng có những lửa khói như vậy đó. Những cái điều này là tượng trưng cho những người qua bên Mỹ này, còn trẻ. Bây giờ bắt đầu mình bung ra, mình bay ra với một sản phẩm đó vừa có một cái hồn là hồn rượu cạn, nhưng mà cái mà mình sống là cái mà mình nhập với lại cái có nghĩa thế là giới, mình với hòa đồng lại với cộng đồng, với cái người vừa trẻ, với người Mỹ, cái whisky là cái thời này là cái này là phải nói là cái giai đoạn là của cái thế hệ thứ nhì. Vừa gạo mà lại vừa là whisky. Đó là cái thế hệ thứ hai đó. Em thử được cái này anh để em cảm nhận nó thế nào cái. Nhưng mà cái whisky á là mình một á mình uống trước khi bữa tiệc hay là sau. Cái còn cái rượu đế là mình uống trong bữa tiệc nó khác nhà cái whisky. Thì vị khác cảm nhận rõ thì như mọi người cũng nghe anh Tiến và anh Sĩ có nói thì bản thân hai anh đi qua đây từ lúc trẻ uống rất là nhiều sản phẩm rượu, cũng đã thử qua những sản phẩm rượu của Mỹ, nhưng mà mình hòa nhập vô cộng đồng mà khi mà hai anh đã có một cái thương hiệu mà dành cho người Việt Nam rồi thì hai anh cũng sản xuất ra một chai rượu này gọi là tên là Whisky Sooty Whisky, nhưng mà cái logo anh lấy là Phượng Hoàng này á, là như câu chuyện mà anh vừa nói á, thì em cũng cảm thấy là thật sự là nó cũng đúng mà, tại vì người trẻ ở đây lâu hòa nhập với văn hóa, mình cũng phải cho cộng đồng người Mỹ bản địa ở đây biết là tôi cũng sẽ có một loại rượu whisky, nhưng mà whisky là phong cách của tôi, cái hương vị của tôi. Đúng, không có giống ai hết. Không có giống ai hết. Nó đứt phân. Nhưng mà tôi cũng là whisky nha. Đúng. Nhưng mà whisky của tôi không ai hết, không giống ai hết, đặc biệt. Dạ đúng. Sao đến mình thấy là uống sao thấy sao? Dạ. Thấy sao? Cái vị nó không hề giống whisky kia nha. Không giống. Nó đậm chất. Nó vẫn còn cái gì đó không khổ. Nhưng mà con Việt Nam có. Đúng rồi đó. Mình đúng rồi đó. Tại mình phải nói là nói về ăn uống người Việt Nam mình rất là khá. Nhưng Việt Nam mình sành ăn uống lắm anh. Đúng rồi đó, that's why mà ăn ngon thì phải uống ngon. Đúng. Đó, đúng. Đó, 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 đều đương nhiên rồi, không thể nào mà. Rồi thì khi mà những người bạn trẻ đó, họ tới đây đó, họ thử qua cái rượu whisky này của hai anh đó, thì họ cái trải nghiệm họ nói sao với hai anh? Thì nó hoàn toàn khác. Khác với những cái whisky của người đã từng uống. Nhưng mà nó dễ uống. Đúng, em cảm nhận rõ. Nó ngon. Nó ngon. Em có một cái thói quen không biết là mọi người coi video này có giống thói quen của David không, thì David ăn kem á, ice cream ăn kem á. Hay bỏ whisky vô. Đúng là không cần cái gì mà ngọt. Mình đổ whisky vào nó rất là ngon. Là cái vị. David không có biết cái cách đó. Khi mà David chơi với một người bạn đi học chung, người bạn đó là gốc người Brazil liền, nhưng mà
Hi sống từ Hi sống ở Mỹ từ lâu rồi, thì Hi có chỉ ra Việt là hey mày mày uống whisky á, mày bỏ một xíu vô anh kem á, rất là ngon. Nhưng mà khi mà mình thử mình thì bị đúng thật, nó lạ lắm. Nó cảm thấy nó giống như là nó có hai cái vị đó, nó hòa trộn được với nhau á. Thì mọi người có thể thử. Thì sau khi mà em thử á, thì thật sự là nó khác với whisky kia rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn còn một chút vị của giữa đế của mình trong đây. Nhưng mà nó là hay đó anh, thì mình phải có một cái gì đó. Cái đó là cái của cái gạo đó. Dạ. Cái này là whisky nhưng mà bằng gạo. Nhưng mà gạo của whisky này với gạo của rượu đế với Lion 45 này, Lion 45 này, thì mình có lấy cùng một nơi không hay là mình là khác nơi anh? Cái quan trọng là cái men. À cái men. Cái men whisky nó phải khác. Dạ. Để cái pull khi mình uống whisky á, cái vị là cái vị nó khác. Dạ. Mình phải dùng men whisky thì nó mới ra whisky. Dạ. Chứ mình còn mình lấy rượu men còn đồ đế ông già là whisky là hỏng hết. Là hỏng hết. Tại cái whisky là còn người Tây phương. Dạ. Nhưng mà mình lấy cái dùng men còn người Á Đông cả Việt Nam mình thì nó hỏng hết. Còn cái cuối cùng là cái sản phẩm thứ tư này của anh này là Suti Whisky Bolero này. Thì cái Bolero này á, thì sao anh lại có cái tên Bolero vậy? Có phải là hai anh thích nghe nhạc Bolero không? Có một phần trong có đó. Có một phần. hai cái dạng này là dạng của whisky, gọi yeah. là Suti Whisky hết. Yeah. Nhưng mà cái mà cái để mà cho phân biệt là cái loại nào á, thì này cái rượu Phoenix này là yeah. con phượng hoàng này yeah. với rượu Bolero. Yeah. Thấy hai cái này có vẻ female hơn phải không? Nhưng mà okay. nhưng mà thật sự là khi mà có những người phụ nữ họ tới đây á, quý cô quý bà gì đó tới đây á, đã thử qua hai cái loại này thì họ nói sao? Ok, không cái rượu này không phải làm cho phụ nữ. Không em muốn hỏi, em okay, muốn hỏi câu hỏi đó thôi. Ok, thật ra đó là sư vi tiến nào cái Phoenix này đó. Dạ. Mình làm theo kiểu Việt Nam. Dạ. Nhưng mà uống như là bourbon, như là whisky vậy đó. Dạ. Nó có cái vị rất là gắt. Nhưng mà cái người Việt Nam này không có thích theo cái kiểu Mỹ. Dạ, thì đúng rồi. Thì mới ok, mình ngồi mình nghĩ, sẽ biết tính nghĩ. Mình ra một cái loại whisky. Dạ. Mà vừa nghe nhạc vàng, nhạc sến, bolero mà uống. À, đó, thì mình nghĩ là cái nhạc và bolero cả người Việt Nam mình nghe rất là đầm. Đa số thì rất là dễ, dễ nghe. Mà uống phải khi mà đi nghe nhạc bolero mà uống kèm hả anh ạ? Đã uống là từ đầu bữa tiệc tới cuối tiệc nó phải đồng, nó dễ uống. That's why mình đã yeah. thì là mình đặt ý là mình làm á là nó sẽ hợp, nó hợp với những người mà thích nghe nhạc bolero. Dạ. Yeah. Mà mình mong muốn nhưng mà so far so good yeah. Yeah. thì tất cả mình là trong cái suy nghĩ của Tiến đều là cái tâm hồn rất là nặng về Việt Nam, văn hóa Việt Nam, âm nhạc, văn hóa, ăn uống này. Dạ. Nó rất là có cái yeah. cái gọi là cái hồn. Cái hồn. Dạ yeah, đúng rồi. Việt Nam mình yeah. không có muốn là đúng mình có thể lấy cái tên Tây, tên đúng rồi. Tên gì đó cũng được. Em cũng thắc mắc tại sao mà tên Bolero. Bolero là nó sống cho trong cái người Việt Nam mình yeah. từ năm 1950 yeah. là cái xuất xứ là 50 người Việt Nam mình dùng cái nhạc Bolero yeah. rồi họ bỏ những cái lời vô làm những cái bài hát yeah. mà vừa vô cái bài hát là đã nghe là cảm từ nước cảm Việt nhận. Nam mình yeah. cảm thấy được yeah. mình cảm thấy là cái nhạc đó nó yeah. thấm vô cái người mình, cái nhạc nó du dương, nó yeah. nhẹ nhàng, rồi những cái câu chuyện nó yeah. như là những chuyện tình nó vô trong những cái nhạc bolero, những cái mà những cái này là những cái câu chuyện uống rượu để mà tâm sự, để tâm tình, thì, để chia sẻ. Tiến mới kể đó, thì mình rót uống cho đến mình thử dạ, nha. Dạ, cảm ơn anh. Là nó có hợp như Tiến kể hay không? Nhưng mà ý về đó là cái Phoenix á, là sư vi Tiến làm đó, là giống kiểu whisky của người Tây phương nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái Bolero đó, là uống vào đó là có
Còn mấy anh uống whisky tới đây nói là uống xong nhớ tới nhà. Là uống vô là tâm sự. Tâm sự. Là lấy là hết đó. Uống xong sao là nhớ tới. Feel like, tức miếng là feel like home. Dạ. Dạ đó, cái bộ lê luôn mình ý mình làm như vậy đó. Nhưng mà cũng Việt Nam mình vừa uống rồi nhạc guitar nhảy nghe nhạc rồi hát rồi luôn. Cái đó là cái mà những cái mình sống từ Việt Nam rồi về hồi đấy mình vượt biên qua đảo cũng vậy. Ngồi là ngồi với nhau là có cái nhạc gãy là hát. Hai anh thì rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên là những cái câu chuyện mà từ hai anh mà chia sẻ thì em chỉ biết lắng nghe rồi em chưa em không có được những trải nghiệm đó. Thì khi mà em uống và em cái mùi của nó đó uống vô mình cảm nhận thấy á, đúng là nó rất là nhẹ nhàng nha, mà nó cảm giác là nó cũng mang phong cách của Việt Nam một chút đó, chứ không có chưa không có hết nhiều, rồi đâu nhiều chứ phải một chút nhiều lắm. Whisky này whisky cái này là whisky Việt Nam thật rồi chứ không cần nó khác với cái này khác. Okay. Cái này mình ý mình làm đó, tại vì mình là hắn rượu thì mình làm cái này đó là cái người Mỹ. Cái người mà uống whisky Mỹ thì ta thấy có cái vị, có cái mùi nó giống. Tại vì anh giống như anh nói là mình phải có một cái men của whisky của Mỹ để nó mới ra được cái mùi vị của Mỹ. Đúng rồi. Còn nếu mà về cái bolero này thì sao? Anh sử dụng. Thì cái này nó này là nó khó, cái này thì nó hơi khó một tí. Mình nó dùng ba thứ gạo nữa. Wow. Ba thứ men luôn. Wow. Để nó ra được một cái hương vị đặc biệt. Hương vị đặc biệt. Yeah. Thì khi mà em uống vô em cảm nhận nó thì không thể nào mà nó hết được cái hương vị của Việt Nam không, mình trong không đó. Không ai giống cái bolero này hết. Đúng rồi, nó đặc biệt ra. Mình làm cái Phoenix này có nhiều người ta nói ồ giống cái này với kim bolero không có giống. Nhưng dạ, cái này giống. Thì tại người ta người ngoài nhìn vô, người Mỹ nhìn vô, người ta nhìn đây là hai ông Việt Nam rồi. Đúng rồi. Mình làm nó phải khoa đất, nó phải có cái thuần phải có cái hồn cái hồn của Việt Nam chứ mà giống họ hoàn toàn đấy. Ủa đâu có tới đây thử làm gì? Đúng rồi. Cũng đúng, phải đúng như vậy chứ. Tên là Su Ti thì nó phải có cái hồn của Su Ti. Đã thấy đó, thì tất cả những sản phẩm rượu của hai anh ở đây á nó đều mang một cái phong cách có hồn của người Việt. Thì nếu mà bây giờ mà một người ở tiểu bang khác á mà muốn mua rượu của hai anh á thì có thể mua được online hay mua bằng shipping hay mua thế nào ạ? Họ phải mua vé máy bay xuống đây. À. Đi chơi, tên là đi chơi một công hai chuyện. Một công đôi ba chuyện, vừa đi chơi vừa mua. Nhưng mà anh có thể nói cho mọi người biết là tại sao những người ở tiểu bang khác không có thể mua online được của anh? Cái bên nước Mỹ này thì mỗi tiểu bang nó có luật riêng của một tiểu bang khác nhau. Dạ. Mỗi cái thuế vụ của nó, mỗi tiểu bang nó một cái thuế nó khác nhau, nó xét cái khác nhau. Dạ. Mỗi một tiểu bang là phải có một cái license để bán cái rượu. Dạ. Thí dụ cái rượu này mà muốn mà mang qua bên tiểu bang kia thì cái người mà bán cái rượu này họ phải nhập cái rượu này giống như một cái nước khác nhập qua cái tiểu bang đó rồi họ bán qua bên tiểu bang đó. Cái luật của mỗi tiểu bang nó rất là khó. Đúng, giống như là nó gọi là liên bang mà. Mỗi tiểu bang nó là một cái nước riêng biệt đó. Nhập qua phải nhập qua đó trước rồi họ bán. Vậy thì bây giờ những cái cộng đồng hải ngoại người Việt mình tại hải ngoại á mà muốn mua rượu á là phải từ kiểu bang khác là phải bay qua đây thế bắt buộc thì nó như vậy là cái luật thật ra mình cũng muốn làm dễ dàng cho mọi người nhưng mà bây giờ cái luật ở Texas nó như vậy là mình hắn sản xuất mình không có gửi được. Chúng phải mình không có gửi được, mình có muốn lắm nhưng mà đúng rồi tại vì em cũng biết là anh cũng muốn bán những cái sản phẩm này cho những người Việt mình ở tiểu bang khác, tại vì em biết là có rất nhiều người Việt tại Hoa Kỳ này á, tiểu bang khác họ rất là thích rượu của anh, muốn mua nhưng mà toàn là phải có thể là bay qua đây hoặc là nhờ người thân đi qua đây mua mang về thôi. Như có người gọi ở bên Úc, ở bên Pháp, ở bên có những khách hàng từ tận bên đó luôn. Người ta muốn có gửi không, nhưng mà tại vì cái luật ở Texas, cái người sản xuất không có gửi được. Chứ không phải là mình không muốn gửi, mình cũng muốn gửi lắm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà có một cái người gọi là đại lý đó, thì cái người đại lý đó giả sử họ bán được trên online thì
thì cái người ở around the world đều mua được tất cả không, hay sao anh? Nó cũng khó lắm. Cũng khó. Cái người đại lý ở thì dù như ở Cali đi chỉ được Cali thôi. Còn người đại lý ở bên Úc thì ở bên Úc thôi nó nhiều lắm. Ví dụ như là người đại lý bên Cali họ mang cái rượu này bên Cali. Cái người ta order thì cái trong tiểu bang đó. Cái tiểu bang đó. Họ ship cái tiểu bang đó là từ cái luật của tiểu bang đó. Thì như hai anh vừa nói đó thì tất cả những tiểu bang đều khác nhau về cái luật. Thì ở tiểu bang nào bán tiểu bang đó. Còn giả sử rượu này mà muốn bán cho bên Úc Châu thì phải có một đại lý nằm bên đó. Đúng. International. International đại lý bên đó. Họ mang qua đó rồi những người ở trong Úc Châu đó, họ mua đó thì cái đại lý đó sẽ cũng như là ở Việt Nam cũng vậy. Cái người đại lý ở Việt Nam phải có cái bằng ở bên Mỹ này xong rồi mới mua mới mang về Việt Nam bán được chứ không phải là mình cứ gửi về Việt Nam mình bán. Cái người Việt Nam có cái bằng ở bên này để mình, thì mới mua để bán qua bán lại với nhau được. Được. Vậy thì ở hiện tại ở trong Texas này á, thì ngoài chỗ Dallas Fort Worth này đó, Dallas Fort Worth này ra thì anh còn có một cái đại lý hay một cái chi nhánh hay một cái chỗ nào để phân phối cái thương hiệu bốn nhãn hiệu rượu này của anh không? Thì ở Texas thì mình có một đại lý. Họ mua rượu mình, họ có thể bỏ khắp nơi, chỗ nào mà cần thì họ bán. Nhưng mà hiện giờ tại vì cái mà mình cần thiết á, là bây giờ mình bỏ ở Houston là cái cộng đồng Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam. Bây giờ là có mấy tiệm ở chỗ Houston á, để cho người ta dễ dàng, người ta mua. Chứ trước đó thì họ phải chạy xuống đây họ mua. Thế là bây giờ thì mình có đại lý để bỏ cho những cái tiệm... ở để cho mọi người tới cái những cái đại lý ở tại Houston họ gần hơn, đúng rồi anh. Tại vì từ Houston mà chạy ông đây 4 tiếng mấy cũng tội nghiệp. Vậy mà họ vẫn là kiên nhẫn, mà mình phải cảm ơn họ rất nhiều. Cái thời gian mà mới đó mình rất là động lòng, tại vì người ta chạy xuống chỉ buổi sáng chạy xuống mua mấy chai rượu rồi chạy về. Mình cho đó là những cái mà những người đó họ đã kiểu support mình đó là kiểu mà ủng hộ mình hết lòng đó. Mới đây có bác này tên là bác Nghĩa. Bác Nghĩa 90 tuổi rồi. Bác Nghĩa là 2 năm về trước tôi bệnh quá tôi không tới được. Bây giờ con gái nó mới chở được mà mình có gọi mà nó là ở Houston có bán. Nhưng bác Nghĩa muốn tới đây. Muốn cảm nhận được cái bác Nghĩa. Bác Nghĩa là phụ nữ chứ phải là chứ không phải đàn ông đâu nha. Cứ nghe cái tưởng là đàn ông. Thì có một cờ câu chuyện này, có một bà cụ, bà nói bà 80 mấy tuổi rồi, bà viết thư, bà tôi nhìn trong internet gì đó, có hai anh làm rượu, bà viết cái thư, bà gửi luôn cái check, bà mua rượu, bà bảo gửi cho bà, cho bà. Mình cũng cảm ơn thôi, tại vì cái luật nó không mình không có làm vậy được. Mình cũng cảm ơn cảm ơn bác. Tại sao mấy cái người như là mấy cái bác lớn tuổi như tên mấy kẻ hay là bác Nghĩa làm sao là cái rượu đế nó mang cái niềm vui tới cho nhiều gia đình lắm. Có rượu đế đó là bố vui hả? Trong gia đình đều vui là có tiệc có gì ăn thì hết là cái mang cái kỷ niệm mấy người nhà mấy kỷ như niệm. Như anh nói thì trong một gia đình của người Việt Nam mình đã từng sống bên Việt Nam hoặc là đã đi qua hải ngoại thì những cái bữa ăn trong Việt Nam thì từ xưa giờ thì cha ông toàn là dùng rượu đế thôi chứ có uống rượu gì đâu. Thì mình không nói đây là mình phân biệt vùng miền hay gì hết á. Mỗi miền có một cái loại rượu, nhưng mà trong miền Nam thì đa số là mọi người, nhất là Đồng Nai em, mấy bác em còn phải nói vào là cái dòng họ thân, em là họ thân, cái họ rất đặc biệt. Cái dòng họ thân mà không biết uống rượu đế là thôi thua rồi. Là hồi nhỏ là mấy ông đã nói mình như vậy. Con trai nữa. Đó. Con trai mà không uống được rượu đế là hỏng hết. Là hỏng hết. Thì bởi vậy nên là từ những cái bữa ăn đến khi mà đi một cái đứa trẻ đi mua rượu hay là thì đa số là rượu đế không à? Rất là nhiều kỷ niệm. Dạ, nhất nhiều kỷ niệm. Cái rượu này mang tới họ, cái người Việt Nam mình sống nó mang rất là kỷ niệm từ nhỏ đến lớn. Những người lớn thì uống, bạn bè khuyến khích với nhau. Đúng. Cho nên David thấy đây, tới đây là toàn là những kỷ niệm không ạ? Dạ. Từ những cái chính xác. Thì như bác mà nay tính kể đấy, bác gửi chắc tới đây, bác nói là khi bác còn nhỏ, mỗi bữa ăn đó là có rượu đế trên bàn. Giờ thật bác không có uống được, nhưng bác chỉ muốn mua mang về để có thôi. Thì bạn
bản thân em đó thì có thì em thấy khi mà em thấy cái diệu đế của hai anh đó em rất là ngạc nhiên, tại vì hầu như là em bảo oh my god, diệu đế mà làm ở tại Hoa Kỳ à, rồi tôi phải tới đây tôi coi thêm thế nào. Mấy tuổi trẻ không biết, nhưng mà phải nói chứ ngày xưa rượu đế nó ngon lắm. Dạ. Bây giờ thì ở Việt Nam mình không biết nó như thế nào đúng không? Dạ. Nhưng mà ngày xưa cái thời chú bác mình á là cái rượu đế rất là ngon. Dạ. Nên cái người mà đã uống rồi có mang rất là nhiều cái kỷ niệm. Cái mình tại mình với cộng đồng đây, mình quen cũng nhiều anh lính. Dạ, anh đúng rồi, đúng. Là đàn anh mình thôi. Đúng rồi. Mình đã qua đây thì đa số là những người lớn mình đã trải qua đi lính rồi. Dạ. Những anh đó là lúc mà làm rượu này là Sĩ đưa cho mấy anh thử hả? Anh đó mấy anh già đó. Dạ. Anh già. Nói mọi người gọi là rượu đế ông già, mấy ông già già hơn mình là mấy tuổi. Mọi người nghe mình thì già rồi, nghe hai anh nói là đưa cho mấy anh lính mà đã nghe lính là hồi xưa là không ai tới giờ là tuổi đời đâu có trẻ nó đâu. Đúng trẻ. Rồi, mày, bây giờ phải cũng trẻ nhất phải 70. Đúng rồi, phải cỡ đó. Hai cái thuyết, một cái thuyết là nước mắt quê hương. Dạ. Là một cái thuyết là người ta nấu rượu, người ta nhìn thấy cái rượu nó nhỏ ra giống như là giọt nước mắt quê hương. Dạ. Nghèo một cái thuyết thứ hai nữa là mấy ông lính. Dạ. Mấy ông lính mà hồi trẻ mà đi lính 18 tuổi đó vô lính cứ đi mấy cái vùng nào là kiếm rượu uống, đi khắp nơi hả anh, kiếm khắp nơi nương nó bao nhiêu, nương đâu bao nhiêu đâu mà uống rượu. Uống là người thì vợ ở nhà như là ở nhà hay là bồ hay cái gì bà, bạn gái uống vô hai ông mấy ông ngồi uống nhau rồi khóc. Dạ. Đó là nước mắt đấy, đó là một trong những cái giả thuyết là dạ. Như vậy đó là tại sao ngày mai có thể chết ra dạ. Chiến trường thì đúng rồi thì dạ, thì cái cảm nhận của họ nó rõ ràng lắm. Dạ, nó không có ràng. Mà mấy anh lính đó mấy anh lính đó có mà lúc mà mình mới mở đó mấy anh tới đây tới tận đây luôn tới tận đây dạ. Mấy anh tới gần mấy ông cũng là xúc động. Dạ. Ông thấy là hai đứa bảo hai này nó gan quá. Trẻ mà không là dám, mình dám. Dạ, dám làm. Dám làm. Dám nghĩ dám làm đó, nói thẳng. Thì lúc mà làm thì cứ làm ở dưới trong cái gara thì ông coi thì cũng sẵn sàng thôi. Dạ. Nhờ mình làm lên rồi có chỗ cho mấy ông ngồi cũng thử. Từ từ nó xúc động. Dạ. Xúc động là mình dám nói dám làm. Dạ. Không mà phải nói là mấy cháu Việt Nam chưa uống rượu đế ngon bao giờ nên không biết. Chính xác thì thật sự mà đúng không? Tại mấy chú bác mình, ông nội ông ngoại mình đã uống rượu đế ngon rồi. Vẫn đến bây giờ tới cái tuổi không còn uống được nữa nhưng vẫn còn nhớ. Uống cái niêu rượu đế ăn một bất cứ một cái gì ta vẫn nhớ. Như tại đây. Vì anh Suý nói đúng, tại vì cái rượu của người hồi xưa của những cô gọi là bác, chú bác, ông hồi xưa nấu nó không giống bây giờ. Bây giờ nó khác đi rất là khác. Nhiều. Mình biết là không giống nhưng mà mấy ông bảo uống vô cái bảo, ôi tôi nhớ cái không, này. Không, cái ông mình phải nói cái mình làm á là mình muốn làm giống nhưng mà cái điều đế Việt Nam mình không biết. Dạ. Cái điều đế ở Việt Nam hiện tại giờ không biết nhưng mà suy nghĩ tiến làm đó là làm sao làm là mấy chú bác uống là nhớ liền cái đó là cái quan trọng á. Yeah. Làm sao mà nhớ cái vị cái vị là vị như tính kể đó là ông cụ 90 năm tuổi con trai 70 năm tuổi trở tới đây. Oh man, con ông trai uống. Mà 75 tuổi rồi đó là biết rồi đó. Ông ấy uống đúng rồi hả? Ông uống, tao uống này tao nhớ tao 16 tuổi. Wow, 16 tuổi là đúng rồi. Đây là ông cụ 95 tuổi. Wow. Là tại sao? Thật ra mình làm á, làm sao làm cái vị phải cho đúng cái vị cái của, vị, của, cái rượu đế. Cái rượu đế nhưng mà mình thật ra mình không biết là cái rượu đế Việt Nam mình bây giờ không biết là chỗ nào nó bán. Bây giờ rượu đế Việt Nam cái lúc mà em còn ở Việt Nam em uống thì đúng thật là mỗi một nơi nấu mỗi khác thì cái vị rượu đế nó vẫn là vị rượu đế đó nhưng mà có chỗ này kiểu vị này có chỗ kiểu vị kia nhưng mà nó không có một mình gọi là em cũng không biết là họ nấu bằng họ nấu với cái công thức của bản thân họ nhưng mà cái mà gọi là an toàn hay không á thì cái đó em không có chính xác được, em không biết được đó. Cái an toàn không biết nhưng cái vị đấy, cái vị thì phải gia hồn đó thì ông cụ đó mình quên đó mình không hỏi tên nhưng mà mới tuần vừa rồi đấy là bác Nghĩa 90 tuổi rồi tuổi. Ở Houston bắt con gà, bác Nghĩa là bác bác gái đấy. Bắt con gái 70 tuổi trở lên đây qua Mỹ năm 70 năm luôn. Wow. Nhưng mà vẫn nhớ cái kỷ niệm thời mà trước năm 70 năm là bà trong gia đình đó là bất cứ những cái ngày tiệc vui đó là uống rượu đế. Bà bắt con gái tới đây
bà nói bà bệnh 2 năm trời không đi được ha, không đi được, bây giờ mới đi được. Bà thử. Cái đó, cái đó chính những người như vậy mà làm cho hai bà suy nữa xíu cho gửi picture cái hình Bắc Nghĩa cho cho David cho post trong coi mà để cho mọi người, người. Đây là Bắc Nghĩa 90 tuổi được con gái chở tới chỗ hai anh. Thật ra thì mấy bác cụ đó không uống được. Không uống được. Mình không biết. Có thò nghiệt vào bán cho bác cụ đó. Nhưng mà vẫn uống, vẫn thử. Dạ. Thử. Vẫn nhưng thử. Mà, nhưng mà cái gọi là cái hoài niệm. Cái hoài niệm. Cái kỷ niệm có hoài niệm. Nhớ bác mà ở Arizona, con thì ở đây. Nhưng mà bác đọc qua rồi đó mà cứ bảo phải muốn xuống đây. Xuống đây. Bà ông dream là chỉ được xuống đây. Lúc rồi xuống, bà bợ xuống đây đó. Ông xuống đi, xuống đây rồi, ông coi được rồi, ông muốn mua nhiều này mua. Tại sao là làm gì cái làm, trong cái, đến với còn trẻ lắm, suy với Tiến cũng gần 60 hết rồi. Làm gì làm, cái thời mà mình vui nhất, cái gì mang cái kỷ niệm mình vui nhất. Nhưng mấy bác mà lớn tuổi mà trước, phải nói trước năm 70 năm, là khi mà có điều đấy là vui rồi đúng không? Là có cái gì, có một bữa tiệc, có một cái gì là vui, mang kỷ niệm không bao giờ quên hết. Thì tất cả mọi người ở trong Việt Nam mà có đi du lịch qua Mỹ hay là cộng đồng Việt Nam mình tại hải ngoại tiểu bang khác, thì mình để cái website của hai anh ở dưới video đó, thì mọi người cứ vô đó sẽ thấy được cái địa chỉ, cái address. Thì mọi người từ Việt Nam đi qua du lịch qua đây có thể tới đây để, đúng, để ghé hai anh để trải nghiệm, chứ phải trải nghiệm được xem. Không, thì nãy giờ mình đứng nói chuyện rất là lâu, chỉ về rượu đế thôi. Rượu đế về món ăn Việt Nam với cái rượu đế, cứ tới đây mình để không thử. Biết không biết rượu đế Việt Nam như thế nào nhưng mà hãy tới đây để thử anh ha. Rượu đế ở đây đó là nó sẽ hợp với món ăn Việt Nam. Coi tin tức rồi mình cũng coi những cái mẫu của những đài truyền hình của Mỹ, thì dụ của hai anh là được những truyền hình của Mỹ tới đây quay. Không, rồi mà đó. Giờ mình phải khoe có chị này. Nói chị là thầy phải nói là trẻ tuổi hơn mình. Cô ngày xưa ở Hà Nội nhưng bên 70 năm cô vào Sài Gòn. Cô đi du lịch, cô tới đây. Cô mua 6 chai đồ đế ông già. Mình hỏi, ủa mình gọi bằng em, thật là cháu mình. Sao không mua whisky mắc tiền, cô nhắc mắc tiền mang về Việt Nam, tại sao mua đồ đế ông già? Cô nói rượu đế ngon khó kiếm hơn là whisky hay là... Thì đúng rồi, tại vì whisky bây giờ bán tràn lan đại hải, chỗ nào cũng có thể là mua được. Nên phải nói là thật ra mình nói là phải thử. Nếu mà anh chị nào mà ở bên hải ngoại mình này, ở bên cộng đồng bên đây này, mà có thể tới đây á, mà có dịp tới đây mà mua được một chai rượu này á, mà có một cái dịp nào đó mà xách về Việt Nam, mà ngồi nhậu cùng các chú các bác hay là trong gia đình á, ngồi uống sẽ cảm nhận. Sẽ cảm nhận rõ là rượu này nó thế nào thì sẽ cảm nhận được. Chứ bây giờ mình nói mà nhiều khi mọi người coi qua thì mọi người cũng chưa có hiểu rõ lắm. Nhưng mà cứ tới đây thì mình để cái thông tin của doanh nghiệp của hai anh. Cái này không phải là quảng cáo, là mình là tâm sự thôi. Mình ngồi nói chuyện với nhau, mình chia sẻ thôi. Thì còn như là rượu thì nó có nhiều thứ lắm, mỗi người một cái vị. Nhưng mà mình chỉ nói là cái này nói chung về cái rượu đế của Việt Nam mình. Cái mình muốn nâng cái nâng cấp của cái rượu đế đúng, mình nên mình muốn mang cái tên rượu đế của mình cho người biết để cái rượu Việt Nam mình, cái rượu mình nó rất là ngon. Nhưng mà mình phải làm sao để cho người ta nhiều người biết tới, biết tới người ta phải uống là, giống như là nước nào cũng có được cái rượu, một cái thương hiệu của người ta, của người như là sake rất là nổi tiếng, sake vodka gin, nhưng mà là không không có rượu đế. Cái đó là cái vấn đề đó. Thì cũng mong nhưng mà phải nói rượu đế ngon lắm. Nếu mà mình nấu đúng ăn với đồ Việt Nam là phải nói tuyệt. Công nhận là không có ai cũng có cái cơ hội tới đây được, tại vì nó cũng xa xôi lắm. Nhưng mà ai ở Việt Nam? Ai ở Việt Nam? Nếu mà kiếm được cái rượu đế mà ngon, thử với những cái món ăn mình thích ăn nhất, mình uống, chứ đừng có mình nha. Bất cứ ở Bắc, ở Nam gì hết á, cái chỗ nào mà bán rượu đế ngon nhất, mình uống, uống thử rồi mình những cái món ăn mình thích. Bữa tiệc mình cho mọi người mời khách uống rượu đế thì cái này là mình cũng giống như là cái mình là người bên Mỹ bên này mình làm rượu đế thì cái
người Việt Nam thì cũng phải duy trì cái vị thế. Đúng nha, người Việt Nam phải duy trì, mình phải duy trì cái sản phẩm văn hóa truyền thống. Mình không phải đây là làm để mà cạnh tranh những người Việt Nam hay cái gì. Không. Mình chỉ làm để mà nó có cái khuyến khích để mình duy trì cái điều đấy thôi. Đó thôi, bây giờ mình nói sẽ vô. Nên là trước nha, nên ai ở bất cứ ở đâu, chỗ nào mà có rượu đế, mua uống cái món ăn gì mình thích nhất, mình uống cái rượu đế mình mới thấy nó hợp. Chứ còn mấy cái rượu Tây nó không có hợp với đồ ăn Việt Nam mình đâu. Thì đó là điều đương nhiên rồi. Đó thì sau khi mà mọi người cũng thấy là mình có trò chuyện với hai anh đó, thật sự là rượu của hai anh làm cho mình trở về tuổi thơ. Đó mình cũng nói là uống whisky rồi, bạn cũng chỉ đó, bạn Mỹ đó cũng chỉ, bạn ăn với kem rồi này nọ, nhưng mà không có một cái rượu đế nào hết. Không thì, biết rồi, có một chai rượu đế mà có cái label mai mốt là thằng bé đi mua rượu. chắc phải có thằng bé hay là con gái đi mua rượu, tại vì có cô đó có thấy là cô đang chơi bác già đó nhá, bác cô đang chơi nói là từ bên bằng ngoài phải bắt đi mua, mà cô buồn cô khóc hoài à. Nhưng thì bản thân em cũng vậy, nhưng mà bà qua đời rồi nhớ thì đúng rồi, tại vì làm sao cuộc nó đi liền với những cái hoài niệm. Giống như em hồi đó em đang tuổi trẻ mà còn nhỏ biết xíu à, đang chơi mà ông nội bảo đi mua rượu cho ông, cỡ nào cũng phải ngừng lại để đi mua rượu cho ông, mua xong rồi tính. Nó phải ngon đâu mới uống đúng không? Đúng rồi, mà uống mỗi ngày nha. Mà đến khi mà khi mà ông nội mất, bà nội mất, mình mới cảm nhận là mình có một cái mình thấy những người mà sai đi mua rượu là những người uống thưởng thức rượu. À. Còn những người mà tự động đi mua. Thì đó là những cái hoài niệm của mỗi người. Thì nói chung á thì ngày hôm nay em rất vui là tới chỗ hai anh và thử lại cái hương vị này. Thì tất cả bạn bè của mình nhá, những người mình không quen biết, thì các bạn khi coi video này và bạn bè mình ở tiểu bang khác, cứ đi qua đây, mà có dịp đi qua đây nha, cứ ghé tới đây hai anh rất là vui vẻ. Nhất là David tìm David trước. chắc chắn là họ sẽ tìm em rồi. Cảm ơn. nhưng mà thì đúng rồi đó, nhưng mà làm gì làm, nhưng mà nếu mà không tới đây được thì chúng ta có điều đấy mình cũng đúng. Mua thì đúng rồi, thì cứ chỗ nào mà có sản phẩm của hai anh, nhất là những cộng đồng Việt Nam mình tại trong Houston á, mọi người mà chưa biết tới á hoặc là chưa có cơ hội á thì cứ tới, những cái thông tin mình sẽ để ở dưới đó, mọi người sẽ tới. Nhưng mà không đông bằng ở Việt Nam. Dạ. Mấy cháu trẻ, mấy cháu trẻ thì cháu mới thử rượu đế với những cái món ăn gì mà cháu thích nhất, nó thưởng sẽ thức. Ngon, nó thưởng thức nó ngon hơn mấy cái rượu nước ngoài nhiều. Dạ. Mình muốn nói mấy cháu không biết đâu, nhưng phải thử mới biết được. Chắc nó mình interview nó là hết chai đó. Ok thôi em cũng mong cho những cái sản phẩm của hai anh có thể là cảm ơn được cộng đồng người Việt tại đây và người Mỹ sẽ cảm ok, không cũng cảm ơn, nhưng mà cái main thing Civitin làm nó is just about cái rượu đấy là không phải là mình đặt tên gì cũng Việt Nam hết. Mình hy vọng là duy trì chứ không phải thì bởi vậy lên truyền hình Mỹ mà vẫn để rượu đế là mọi người hiểu lên. Mình sẽ để cái đường link để cho mọi người vô coi được những giống như em đấy, em ấn tượng quá em mới xếp lại cái video của anh, em mới lưu lại video đó đó. Những cái video đó rồi cũng có coi của chú Việt Thảo cũng coi qua được, nhưng mà những cái kênh truyền hình của Mỹ mà họ mang lên đó mà anh vẫn để cái thương hiệu đúng như vậy. Em thật không, nhưng mà phải mỗi lần là tới người ta interview mình phải dạy cho người ta chữ rượu đế, rượu đế. Tại sao không phải một tên khác mà vẫn những tên rượu đế? That's why sẽ biết tính mong mai muốn anh là ở Việt Nam mình khi mình có mấy bữa tiệc, bữa đám cưới gì đó uống rượu đế nó hợp hơn á, mà phải nói hơn cô nhát đúng không? Hơn whisky. Thì hơn bản thân em cũng mong á là giống như hai anh á, trong Việt Nam mình á có những người dám mạnh dạn đứng lên làm một cái thương hiệu rượu đế đàng hoàng đúng, mà đem ra để lên kệ số thị á, mấy cái bữa tiệc quan trọng đó chứ đừng già. Chứ tại vì là cái rượu đế nó hợp với cái những cái món ăn Việt Nam mình. Để kêu rất tiếc là hôm nay tới mà không có một món. hôm qua có người mang đồ ăn gì đó. Mang đồ ăn Việt Nam tới. Vâng, giờ hôm qua khách ở đây á là họ mang có thể mang mấy cái đồ nhắm tới rồi mình uống. Thì nói chung thì mình cũng muốn để cho mọi người biết được qua cái video này là biết về hai anh.
về cái sản phẩm của hai anh tại nước mọi người rất là nhiều khi đã theo dõi cái video của mình và cùng hai anh chia sẻ. Ok, nhưng mà thank you David, nhưng mà cảm ơn David, nhưng mà cái chính đó là ở Việt Nam mình những ngày vui, những ngày lễ mà uống rượu đấy. Đây, là nói rượu đế. Là từ này, từ này vui chứ không phải là. Ok, ta chiều anh. Đúng không? Dạ, ta chiều anh. Kết đi. Dạ.